Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Xử lý được rồi. Cơm nguội rồi ở nhà luôn. Ồ, con Sirama này nó Trời, thấy chưa? Gọi là mát tay với động vật luôn. Mới gặp lại lần đầu rồi, lại nhảy lên người mình đứng luôn rồi. Đó, chủ yếu là cái dáng, cái ngực phải ưỡn, rất là nhỏ ha, có thể đứng trên bàn tay mình được. Rất là đẹp ha, và cái đuôi nó dính lên trên. Đặc biệt anh em nuôi Sirama là nên nuôi cái chuồng trứng và lót chấu ha. Ồ, đang ấp luôn nè. Đây, giờ mẹ đang ấp luôn. Ở trên này còn một cái khu vực gà nọc nữa, bây giờ anh Sang sẽ cho mình tham quan ha. Đây còn một đôi dép em. Dạ. Ăn đẹp quá. Đây, đây là những con gà xám rất là đẹp luôn. Mình mê nhất là màu khét với màu xám này. Hello, mình là Nam Ngô đây. Ok các bạn, buổi sáng hôm nay mình ghé chơi thăm nhà của anh Sang ha. Thì anh Sang đang chuẩn bị đồ ăn cho những bạn gà Sirama. Thì chắc là cũng nhiều người biết tới cái giống gà Sirama này rồi. Thì cũng có số bạn chưa biết, cho nên là hôm nay mình làm clip này để giới thiệu với mọi người cái con gà Sirama nó đặc biệt như thế nào ha. Rất là đặc biệt luôn, rất là ấn tượng luôn. Này đang chuẩn bị cho gà ha anh? Không, cái này cho vẹt. À, này cho vẹt. Gà là ăn cái này. Gà là cái này. À, này là anh băm sẵn ra. À, cơm với đây. Ồ, cái thực phẩm của gà cũng hơi đặc biệt ha các bạn ha. Thấy có rau muống băm nhỏ nè, có cơm. Cơm nguội, chuối. Ồ, cái này xử lý được rồi. Cơm nguội rồi ở nhà luôn. Cơm nguội nhưng mà là cơm cũng tốt. Yeah. Này là phát triển từ cái mùa dịch ra mới có cái món này. À vậy hả anh? Cho cơm nguội chứ đâu có cáo đâu. Dạ dạ. Ồ, hay quá, hèn chi hay quá, em cũng thấy lạ lạ. Cho nó ăn cơm luôn. Nhưng mà nó cũng thích lắm. Dạ. Thì cơm mà tinh bột mà ok. Thay vì ăn lúa ăn thóc này ăn gạo luôn, cơm luôn. À, cái này là từ cái mùa dịch không có đi mua cám không được. Không có cám được thì phải đóng. Quá hay, phải ứng biến. Đây các bạn đợi chút xíu. Thì mình tới vô buổi sáng thì anh Sang sẽ cho mấy bạn gà, mấy bạn chim đồ ăn. Đó, thì mình tới ngay cái giờ ăn luôn, rất là hay luôn, sẽ được theo dõi anh Sang, anh chăm sóc luôn cho các bé ăn như thế nào luôn. Thì anh Sang phải vừa làm mà chúng ta vừa tâm sự trò chuyện ha. Mình giới thiệu chút xíu, mình cũng ngày xưa cũng là dân chơi gà, cũng có từng chia sẻ cái ý này với lại mọi người rồi, nhưng mà sẵn hôm nay là tới một cái không gian gà thì nói lại. Thì ngày xưa là mình đầu tiên là chim hót, sau đó tới gà. Thì con gà mà mình chơi lúc đó mạnh á là con gà Phoenix. Con gà Phoenix là con gà phượng hoàng các bạn, con màu trắng. Anh tới được đây mồng lá tích đỏ. Đuôi và mã rất là dài. Thì lúc đó rất là ấn tượng với con Phoenix luôn. Đường lên đường về hướng quận nhất. Nó đuôi nó dài y như con phượng vậy. Kinh tẻ qua. Rồi cái mã của nó thì quét dưới đất luôn. Rất là đẹp. Nguyễn Thị Thập rồi đúng không? Thì mình không phải là người đem con gà Phoenix về Việt Nam. Tuy nhiên thì thấy Lê Văn Lương anh gà tay trái. Lúc đó mình chơi xong rồi lúc đó mình lại chơi mấy chụp hình nữa. Thì mình cho nó lên cái bãi cỏ nhà mình á, nuôi mình mua gà con của một anh hình như là anh Hùng ở Đầm Sen hay phải. Mua đem về lâu quá anh em chưa gặp nhau. Thì đem về nuôi lớn đồ ra xong mới đầu mình thả lên bãi cỏ mình chụp hình. Con gà trắng mà đuôi dài lết phết mã lết phết nó đi dưới đất thì mọi người lúc đó biết tới con gà Phoenix nhiều thì cũng có phần của mình ở trong đó. Đó, thì xong cái đời con gà Phoenix á là mình chơi tới cái gà Tân Châu. Gà Tân Châu là con gà của Việt Nam mình ha. Điểm đặc biệt của con gà Tân Châu á là nó có bộ râu rất là đặc biệt, đuôi dài, mã cũng vừa chấm đất nhưng mà không dài như con Phoenix đâu. Rồi sau cái thời chơi Tân Châu xong á là đầu mình chuyển qua bò sát chơi tới giờ luôn. Kể là chút xíu về cũng có gọi là nhân duyên với những bạn gà ha. Lúc đó cũng ấn tượng với những bạn Sirama này lắm, nhưng mà lúc đó gọi là kết duyên với bò sát rồi, cho nên là tập trung vô bò sát thôi. Đây anh Sang ảnh đang đổi nước, thay nước các bạn. Đây các bạn, đây là những bạn gà Sirama. Một lát nữa đợi anh Sang ảnh cho ăn xong á thì sẽ nhờ anh bắt ra giới thiệu với các bạn con gà này nó đẹp như thế nào, đẹp như thế nào. Thì điều đặc biệt của con Sirama là cái dáng các bạn ha. Các bạn nhìn vô chuồng sẽ để ý cái ngực nó rất là ưỡn. Đầu tiên là cái size,
cái size nó rất là nhỏ so với những cái giống gà khác, và cái ngực nó rất là ưỡn, các bạn đi cái tướng rất là như này. Nếu mà nó thành con người sẽ đi cái tướng vậy. Ưỡn ra đằng trước, ưỡn cong ra đằng trước, cái đầu ngã ra đằng sau. Lát sẽ nhờ anh Sang anh giới thiệu thế nào là đẹp, thế nào là hay. Cái này gà mình ngày cho ăn mấy cử anh? Hai cử. Hai cử, cũng sáng chiều hả anh? Sáng ăn cái này, còn chiều thì mình cho ăn hạt. À. Ăn hạt chứ ăn... Hai cử, hai thực đơn khác nhau, sáng thử tiền cử. Chiều mình đổ hạt cho. Này là một cặp luôn nè. Ủa con Sirama này nó ôi trời, thấy chưa? Bạn thấy không, mình nói là mình cũng gọi là mát tay với động vật lắm. Mới gặp lại lần đầu thôi là nhảy lên người mình đứng luôn rồi. Cái con chim bồ câu của em á, trời, nó cứ gặp em là nó mê lắm, nó nhảy lên đầu em nó đứng không à. Nó mấy con đó nó thân thiện. Dạ. Yeah. Anh cái dòng Sirama này như nó có một cái mộng thôi đúng không anh? Một lá thôi, một lá. Kiểu mộng một lá. Gà thì nó có mấy kiểu mồng các bạn, có mồng lá, mồng dâu, mồng này trên này anh. Đúng rồi. Mồng lá, mồng dâu, mồng chỉ thiên đồ này nọ. Mồng đây là gà nọc. Đó. Nếu mà bạn gà trưởng thành đó là thấy không? Tướng á, ngon đẻ. Ồ, có trứng luôn kìa. Một lần Sirama nó đẻ được khoảng mấy trứng anh? Chắc tầm 7-8 trứng vậy đó. 7-8 trứng. Thì dạ. Cái size của nó. Thì cứ lai rai ngại trứng ra. Không, 2 ngày mới được trứng. À, 2 ngày mới được trứng. Đó là đẻ tốt á. Còn mấy con mà yếu là nhiều khi 4-5 ngày mới đẻ nổi. Dạ. Con Sirama này mình nuôi nó cái về mặt chuồng trại có cái yêu cầu gì riêng biệt đó không anh? Nó nói chung là cái nuôi nó là gà dán. Dạ. Cho nên em phải nuôi bằng cái sàng bằng. Dạ. Hạn chế nuôi hạt sàng lưới. À. Nếu em nuôi lưới thì em phải làm cái loại lưới mỏng. Lưới mỏng. Dạ. Nhưng mà em thấy cái lưới nó cũng dính móng dính đồ lắm, đi nó không có ngon. Cái chân nó không có dẹp. Ừ, nếu mà em để lâu ngày thì nó quen cái dán đó là nó sẽ không có xô gì nữa. À, nó bị mất cái dán, mất cái dán ưỡn luôn. Đúng rồi. Oh. Không phải là mất luôn nhưng mà nó không phát huy hết. Không phát huy hết. Dạ dạ. Các bạn thấy con gà Sirama mình chơi là mình chơi dán các bạn ha. Đó, chủ yếu là cái dán, cái ngực phải ưỡn. Ồ, con này đẹp quá. Có thể bắt con này ra cho quay rõ hơn chứ mình. Đây là bạn mái ha. Mái này cà màu khét sữa. Màu khét sữa đúng rồi. Quá đẹp. Khét xám. Đó, này là khét xám. Em mê cái màu khét với lại màu xám. Đọc anh xuống xíu nha. Dạ dạ anh. Alo. Rồi, rồi, để xuống. Quá đẹp luôn các bạn. Thấy con gà này thứ nhất là chúng ta có thể nhìn vô, chúng ta sẽ ấn tượng với lại cái size gà. Nó rất là nhỏ luôn. Rất là nhỏ ha, có thể đứng trên bàn tay mình được. Đó, cái thứ hai nữa là con gà này chúng ta chơi là chơi cái dáng. Cái dáng nó phải ưỡn ra đằng trước như này. Đó. Ôi. Cặp ngực này mấy ngàn đô đây. Cái tướng không? Tướng lực lượng đi ưỡn nha. Đó. Rất là đẹp ha, và cái đuôi nó dính lên trên. Thấy không? Cái trong con gà này gọi là đuôi, cái này gọi là mã nè các bạn. Oh. Đó. Cái mồng này gọi là mồng lá ha. Quá đẹp. Đây là con gà gọi là con gà gọi là cái gì ta? Gọi là quốc không biết có dùng quốc điểu không, điểu là con chim. Nói chung là đây là con gà đặc trưng truyền thống của Malaysia, nguồn gốc từ Malaysia ha. Con gà này du nhập vô Việt Nam á là cũng mười mấy năm rồi các bạn, lâu rồi đó. Để coi theo mình thì nó tầm khoảng được cũng phải theo mình biết nó tới nay cũng phải 15-16 năm rồi con gà này. Thời xưa á là
những con gà mà du nhập vô Việt Nam đầu tiên á, đối với mình biết thôi nha, ấn tượng đầu tiên là con gà Thái, con gà Ba Tam, à, cái con gà mà màu trắng, cái đuôi nó vĩnh xòe nè, rất là đẹp đó. Xong rồi cái đầu Sirama, Phoenix, rồi đó là những con gà nhập. Thì có một cái khoảng thời gian á là cái phong trào nuôi gà ở Việt Nam cũng rất là phát triển, thì mình cũng có tham gia vô cái thời kỳ đó. Đó. Nhưng mà Việt Nam chơi cái gì cũng mau tàn các bạn, tại vì chơi nó không có cái này là nhận xét, thẳng có nghĩa là Việt Nam mình bạo phát bạo tàn, chơi là ùng ùng vô chơi, rồi phát triển số lượng, rồi đi theo cái hướng buôn bán. Chứ Việt Nam mình á, cái người chơi chân chính để mà phát triển cho nó đẹp, đưa ra những cái tiêu chuẩn rồi bảo vệ bảo tồn cái tiêu chuẩn đó thì nó hiếm lắm, mà đại đa số là sẽ bắt đầu thời gian là chạy theo cái gọi là cơ chế thị trường buôn bán rồi làm cho cái chất lượng con giống nó bị giảm xuống, rồi những cái tiêu chuẩn mà truyền thống á, tiêu chuẩn về gốc của cái giống loài đó nó bị mất đi đó. Giống như ngày xưa con Tân Châu á, đầu tiên là dáng rất là lực, đuôi cũng dài, đuôi xuôi, mã vừa chạm đất là đẹp. Bắt đầu lai tạo qua Phoenix đồ này nọ, biết là bể dáng bể phơm hết, xong rồi mất tích luôn, chơi thời gian là mất luôn. Người ta chơi thời gian là ngày càng thăng hoa phát triển, còn cái nào vô tay Việt Nam, anh em Việt Nam mình chơi là chơi thời gian xuống cấp, cái này là sự thật. Cho nên là cái người chơi Việt Nam mình á là mong sao là ngày càng nâng cấp cái kiến thức và cái gọi là cái định hướng chơi ngày càng phát triển thăng hoa hơn. Các bạn để ý rồi đó, giờ Việt Nam mình chơi môn nào là từ từ nó nát môn đó. Cá là hán ghét rồi lúc đầu ủng 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 vô chơi này nọ các thứ, ghét rồi đem đổ rồi bỏ rồi rẻ thúi rẻ sình ra, rất là đáng tiếc. Vấn đề không phải là con bét nó có lỗi hay là con bét nó không còn đẹp nữa, mà vấn đề là do con người chúng ta làm cho nó tàn đi hả. Ồ có con ô ha, này là đều, ờ này đều xám, ờ xám đều. Cái màu đều là cái màu đặc trưng của gà rồi ha các bạn ha. Thì là bé này ức xám. À. Con này cũng gà lọc ha. À. Cái tính cách tụi này nó gọi là nó chiến đấu dữ không anh? Dù hai gà trống gặp nhau đó, đá dữ không? Có, cũng đá dữ lắm à. À. Đây là, này con này là con đó này. À, có sẵn con. Con của nó này. Anh này là con của anh này đó, xám đẹp. Ô, một cặp nó là con của cặp này luôn ha. Không phải mẹ này, không phải mẹ này, mẹ này mẹ khác. Cái này đuôi nó hơi bị méo ha, con đó bị méo. Dạ. Con đó đuôi nó cái dòng gà này nó hay bị cái lỗi đó. Dạ, hay bị lỗi đó. Cái nó tập về cái khung xương đó. Dạ. Tại do nó xô nhiều quá. Dạ. Cho nên tìm được một con gà nào mà nó thật sự nó ngay như vậy là đúng cái gen xương tốt đúng rồi. Dạ. Nó sẽ thành con cái hướng của cái đuôi này rất quan trọng. Dạ. Cái khoảng cách của cái này rất quan trọng. Dạ. Nó có là làm hư con gà hay không? Dạ. Là do cái tỷ lệ. Dạ đúng rồi. Thì nếu mà cái đuôi này nó cái chỗ này nó bị lệch cái là nó lệch luôn cái cổ, thường cổ nó cũng lệch luôn không anh, nó lột cái méo nó không thì thí tỷ nó vậy, có nhiều anh em không biết, nó gà lệch đuôi gà ne này. Yeah. Nó lệch sẽ từ xương sống này cho cái xương sống nó thẳng. Yeah. Hay không lại đây thì có thể nó sẽ lệch cái này. Yeah. Thì nếu mà anh chơi hay biết thì nó sẽ nhìn sang nghiêng vậy. Dạ đúng rồi, nếu mà nó lệch cái khung sống khúc dưới này. Yeah. Thì là cái đuôi nó sẽ lệch vậy, méo qua vậy. À đó, đó. Nó do cái lỗi nó lúc nằm nó bị lỗi ở khớp xương nào ở trên cái đốt sống đó. Dạ. Thì mỗi con nó lệch nó khác nhau, nhưng mà nghĩ như nó đã lệch rồi mình sẽ nhìn sẽ thấy được. Dạ. Có nghĩa là cái hai cái cánh nó sẽ không đều nha. Dạ. Thì cái gọi là cái gốc của cái khâu câu á. Dạ. Là gốc đuôi á. Dạ. Quan trọng. Dạ. Có những gà đuôi đen nó như gà Thái á, thì. Dạ. Thì nó dễ. Yeah. Nó dễ bị coi như cái trục xương sống nó vậy rồi, nó lệch cái khớp nào là sẽ méo cái chỗ đó, bộ đó kiểu đó. Dạ. Tại vì con gà này nó phát triển ngay cái thời điểm này á, là cái thời điểm phát triển cái
cái này. Dạ. Nên nhiều anh em nói tại sao gà sơ ma dễ nuôi dễ hư quá. Dạ. Khó chơi. Khó chơi. Ta tới cái tầm này là bắt đầu nó xô, mà nó xô là nó xương nó còn yếu á. Dạ. Là nó dễ bị hư. Dạ, xương nó còn giống như nó còn mềm. Mềm á. Dạ. Mà nó xô nhiều quá. Xô nhiều quá. Anh em cứ nói con gà càng khủng là càng dễ hư. Dạ. Tại vì nó xô nhiều quá mà nó giữ không được thì đó, cho nên người chơi phải biết con gà nó tầm nó đang xô, mình cho nó xô ở cái mức nào là được. Dạ. Đừng có tác động nhiều quá để nó xô nhiều quá. Dạ. Trong cái thời điểm này thứ vị mình phải nên thả bầy hoặc là thả lan cho nó giãn cái xương nó ra. Dạ. Rồi, nhưng mà lâu lâu mình phải gom nó lại. Dạ. Để mình om nó lại để vẫn giữ cái giá. Dạ. Để nó quen cái xô. À. Có nghĩa là khi mình nuôi bầy á thì nó sẽ gọi là hòa đồng, nó ít xô. Nó ít xô. Còn mình nuôi riêng từng chuồng bắt đầu nó sẽ bộc lộ cái cá tính xung lên xô ra. Tại vì khi anh nuôi chuồng giống như cái chuồng này là chuồng om. À. Cái chuồng này là chuồng om. Thì dạ. nó là ôm con gà lên á. Dạ. Thì khi om như vậy con gà nó dễ xô, dễ bị lạc nó hơn. À. Thì mình phải một thời gian mình theo dõi khoảng tuần hai tuần, thấy nó ôm nhiều nó sẽ yếu và ôm. Dạ. Mình phải bung nó ra. Dạ. Để cho nó giãn cái xương nó lại. À. Giống như người mình bị xương khớp, mình bị thoái quá cột sống vậy. Dạ. Đó khi nó thoái quá mình phải cho nó đi thở vận động lại. Dạ. Để cho nó ngay lại. Và khi mà nó xô thì nó cứ giữ một cái dáng ưỡn về hoài, đâm ra nó sẽ bị dễ bị quẹo, nó mỏi gì. Dạ. Hoặc là nó xô rồi dễ bị lạc. Dạ. Hay quá. Với anh Sang, anh có thể giới thiệu cho mọi người khán giả biết là cái con gà này thứ nhất là xuất xứ ở đâu, thứ hai nữa là cái gọi là cái giống gà này bản thân là cái tướng đó là như vậy hay là do người ta lai tạo chọn lọc rồi người ta thích chơi vậy anh? Thì nếu mà nói về xuất xứ thì chắc cũng nhiều người biết nó là gà Mã Lai. Mã Lai từ Malaysia. Dạ. Nó gọi là con gà Serama. 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 Dạ. Tiếng Mã Lai dịch ra nó là tên của một ông vua. Ồ. Oh. Ông vua Serama, ông vua của người Mã. Dạ. Thì cái người Mã rất tôn sùng cái vị vua này thì. Dạ. họ nhìn cái dáng con gà này nó oai phong, nó như một vị vua. Dạ. Cho nên nó lấy cái tên nó đặt cho con gà. Hay. Thật quá. Ra cái nguồn gốc con gà Serama này cũng không phải có trong tự nhiên. À. Nó cũng là một cái giống gà lai tạo. Ồ. Người Mã lai tạo từ khoảng năm 80. Dạ. Trước. Ừ. Thì mới từ từ như những con gà khác, nhưng mà có những cái tố chất đó họ lai ra thành cái giống gà Serama, từ từ nó mới được chia năm như vậy là người ta cũng lai nhiều lắm. Dạ. Tạo, nhưng mà nó đã thuần cái gen gà Serama. Dạ. Theo cái tiêu chuẩn của người Mã. Ồ, hay quá. Rồi người Việt Nam mình chơi thêm. Dạ. Theo thôi. Anh Sang kể cho mọi người cái đam mê nào mà coi như là cơ duyên nào anh biết tới con gà này rồi sao mà mình mê luôn. Thì hồi đó giờ chưa chơi gà, hồi. Dạ. Nhỏ là cũng thích gà, thích ấy nhưng mà không có chơi con nào đó. Dạ. Thì lúc đó thì chơi con gà Serama là tại vì nó nhỏ, nhìn thấy nó nhỏ. Nhỏ, gạo vàng. Mình ở Sài Gòn, mình. Dạ. Ở thành phố, mình nuôi. Dạ. Con gà nhỏ là nó tiện nhất. Dạ. Thì lúc. Dạ. Đó mình mới đi tìm gà khoảng năm 2000 mấy, 2010. Dạ. Gì đó. Dạ. Mình chơi trước đó là anh em có một cái là chơi gà Serama nhiều lắm. Dạ. Thì mình sau này mình mới biết, thì lúc đó là phong trào Serama xuống nè. Dạ. Thì mình mới chơi kiếm con gà này, thì đi kiếm thì lúc đó cái gen nó cũng bị mất rồi, lai tạo tùm lum hết trơn. Yeah. Rồi cho nên mình kiếm cũng có. Yeah. Thì lúc đó cũng có nhiều anh em đi tìm cái giống. Yeah. Gà đó lắm, thì mình coi trên mạng mình thấy cũng sợt ra con gà nhỏ nhất là con gà này. Yeah. Thì cũng thấy thích, rất là thích cái dáng. Yeah. Như cái đầu sáng thử rồi đi tìm thì Việt Nam cũng có nhưng mà nó không bằng như trên mạng. Yeah. Thì lúc đó anh em mới tụ hội lên cũng ở Sài Gòn này cũng có những anh em chơi trước đó thì nghỉ rồi. Dạ. Thì người đi tìm ở chỗ này cái kia thì có một vài anh em chơi thì mình mới đào đổ cái giống gà đó. Dạ. Thì mình đổ ra thì cái gen con gà mình ở Việt Nam lúc đó thì nó không được như không như ý, không còn chất lượng nữa, không có chất lượng. Dạ. Đổ ra nó không giống như cha mẹ, gen nó không còn thuần chủng, không có thuần chủng, nó đổ. Dạ. Tùm lum đó, chỉ 10 con được có 1-2 con vậy thôi. Dạ. Thì lúc đó mình thấy mình Mã tại sao mình nhiều quá vậy, gà đẹp khủng vậy. Thì lúc đó một số anh mà biết đường đi. Dạ. Đó thì mới nhập cái giống nó về. Dạ. Nhập cái giống nó thuần chủng về thì lúc đó mình mới cải tạo cái giống ở đây anh em chia ra. Dạ. Chơi. Dạ. Thì một số bắt đầu từ đó có con đường về sao mà. Dạ. Bên Mã đó, thì mới có dòng bây giờ. Dạ. Giờ rồi rất đẹp quá trời luôn. Với lại hồi nãy anh em mình có ngồi cà phê trước cái quay á thì con gà anh em có chia sẻ về con gà này, cái màu gốc của nó là màu gì anh?
hình như màu đều, màu vàng với màu đều vàng, hai cái màu đó là thấy là gà cái gen nó thuần chủng. Vàng là chuối á. Nó như con vàng tàu nè, cái này vàng tàu, vàng tàu chứ không phải là vàng chuối, đó là vàng tàu á. Đây là hai màu gốc là vàng vàng tàu và đều. Bên mã là những cái cuộc thi gà đa số hầu hết là màu vàng với lại màu đều. Gần gần như là mình nói là 99.9% là màu đó thì màu gốc của nó mà. Cho nên những cái màu khác là không thấy xuất hiện ở trên bàn xô, nhưng họ vẫn có. Nhưng mà về Việt Nam thì em thấy nó cũng khá là nhiều màu luôn. À đúng rồi. Khá nhiều màu thì cái này là do mình lai tạo, nhưng mà mình lấy cái nguồn màu từ đâu anh? Lai tạo qua từ con gà khác hả? Giống gà khác hả? Giống gà khác thì cũng có nhiều anh em muốn lai ra. Tại vì chơi một màu nó cũng chán. Dạ đúng rồi, cũng muốn thử nghiệm. Ai cũng biết màu nhiều màu. Thì nhiều màu nhìn đẹp thì mình mới lai tạo ra, thì cũng có một số gà đẹp. Dạ. Thì giống như cái tỷ lệ gà đẹp ở trong cái dòng lai thì nó sẽ ít hơn. Giống như cái gen nó không còn thuần nữa thì nó vậy. Dạ. Vẫn có nhiều anh em thành công, giống như gà cú bây giờ cũng nhiều con không đẹp lắm. Dạ, anh có thấy. Nhưng mà cái đó là mình nhìn, mình nói thật ra thì khi so sánh hai con gà Serama nhìn ở trên Facebook hay là nhìn trên mạng thì nó khác. Dạ. Anh em phải nhìn hai con gà so sánh trực tiếp trên bàn. Dạ. Thì mới lướt phân biệt, mới thấy được là nó khác nhau ở cái điểm nào. Dạ. Chứ thật ra gà Serama thì cái tiêu chuẩn thì nó so ưỡng thì con nào cũng xô hết. Khi anh trai nó lai tạo ra hoặc là giống gà nó chưa thuần thì nó vẫn xô. Nhưng mà xô ở cái mức nào là đạt. Mà cũng chưa định được. Nhiều khi trên mạng là do cái góc hình này nọ mình thấy vậy, nhưng mà thực tế ngoài nó là cái tỷ lệ sai nữa, cái sai nữa. Dạ. Cái sai, nếu mà con gà sai, con gà này nó mang danh là gà nhỏ nhất thế giới. Dạ. Nếu mà anh, dĩ nhiên nó vẫn có những bên mã vẫn có size A, size B. Size B thì nó lớn hơn xíu. Nhưng mà khi anh lai tạo thì anh phải giữ cái form của nó. Giữ cái form, cái size. Và size lớn quá thì nó cũng không còn cái tiêu chí của con gà đó nữa. Thì thường mình lai, mình gọi là mình này là gọi là lai qua dòng gà khác á, giống như bên Igu bò sát mình gọi là hybrid, các bạn lai chéo á, thì thường là tụi Serama này sẽ được lai chéo với lại dòng gà gì anh? Tre Việt Nam chắc, nếu mà chạng chạng như nó cũng nhiều lắm. Gà Thái hồi trước thì đi với gà Thái, gà tre, rồi gà, bây giờ anh em muốn lai gà cú thì thường hay lấy gà tre hay là gà Thái cũng có. Gà bãi cá. Bãi cá. Cái đó cũng một cái gian nan, chặng đường gian nan. Gian nan. Tại vì từ cái dáng gà bãi cá mà đẩy qua thành cái dáng gà Serama. Bãi cá như em thấy chân hơi cao rồi phải. Chân cao thì gà Serama tiêu chí chân nó cũng càng nó cao thì nó cũng đẹp hơn là lùn. Hồi xưa thì chân nó thấp. Nhưng mà bây giờ thì thấp thì nhìn nó cục vịt quá, bây giờ cái nhìn nước nó cao hơn xíu nó đẹp. Nhưng cũng đừng cao quá thì nó lại nói. Thì dĩ nhiên cái nào nó cũng phải có cái tỷ lệ của nó. Gà bảy cá thì nó không có cái ngực. Làm sao phải có cái ngực ra thì là được. Trong lai tạo thì anh thấy cái khó khăn nhất của con gà này là mục, thứ nhất là mục đích tại sao người ta muốn lai tạo qua dòng khác là ta muốn lấy cái màu khác ha. Đó, mục đích đầu tiên là vậy. Ví dụ nó là anh em chơi, ví dụ vào màu vàng nói cũng có dáng đẹp rồi, nhưng mà một màu nhìn riết thì nó cũng chán. Thì phải có cái màu này màu kia thì nó hot hơn. Thì đó là đầu tiên là lai lấy màu. Nhưng mà làm sao, ví dụ muốn một cái lai tạo thành công theo tôi á, là nó phải giữ được cái nguyên bản của con gốc. Rồi mình lấy thêm một cái gì đó, có nghĩa là mình nói đơn na là phải làm cho con này nó đẹp hơn. Nó thêm vô chứ đừng lấy ra. Đúng rồi, thêm vô chứ đừng lấy ra. Có nghĩa là, và một cái nữa mà rất khó để thêm vô con gà ở con giống lai tạo là cái tố chất. Cái tố chất xô bàn. Cái tố chất biểu diễn. Có nghĩa là con gà Serama đó, khi nó đứng bàn thì nó sẽ biểu diễn. Biểu diễn cái dáng hình thể của nó, và cái đó là nó là cái bên trong của con gà. Nó muốn thể hiện cái đó. Thì đó là cái tố chất. Thì khi những con một số cái lai tạo nó sẽ, cái dòng khác nó sẽ không có cái không có cái tố chất này, không có cái tố chất đó. Thì để được cái tố chất đó là rất là khó ha. Ở vậy cái lai tạo bạn mình đã từng chia sẻ, cái lai tạo nó khác với cái sinh sản.
Cái lai tạo là các bạn chọn lọc những cái yếu tố đẹp các bạn đưa vô, hay giữ lại cái phiên bản gốc đó, và thêm vô những cái nét đẹp. Chứ nó không có giống như là sinh sản thì chỉ cho địch cái vô hoặc là chống máy vô rồi đạp ra thôi. Thì nó rất là thường, rất là đẹp các bạn thấy không, cái tướng con gà hai cái cánh xệ vừa chạm đất luôn, ngực ưỡn đó, đuôi bắn thẳng ra làm sao. Hiện nay nó cũng đủ màu luôn anh, nếu mà nói về màu thôi là cũng đủ màu luôn. Em thấy có sữa nè, khét sữa rồi những màu đó tôi nói là thuần rồi đó, khét sữa rồi chuối rồi bông cú rồi này nọ đủ hết cú rồi. Cú của bây giờ cũng đã có gà đẹp rồi nhưng mà chỉ có cải thiện cái dòng cú là cái size nó nhỏ lại rồi cái anh nói quan trọng đó là cái dáng, cái tố chất nó tố chất đứng trên bàn á, có nghĩa là những con gà có những con đứng trong trong chuồng rất xô rất dữ nhưng mà khi lên bàn thì không xô đó là chơi xô á, chơi xô á, có nghĩa là cái show này nó là thêm một cái đẳng cấp khác nữa, có nghĩa là nó phụ thuộc vào người chơi có nghĩa là có những con gà nó có tố chất rồi thì anh khi anh nắm trong tay cái con gà đó anh phải training đó cho nên phải đào tạo nó để nó có thể biểu diễn show biểu diễn theo cái hiệu lệnh của anh hiệu lệnh mình luôn chị mới thi có nghĩa là khi anh thi thì ở bên mã khác Việt Nam nó thêm cái nữa, bên mã là người thi đó, là cứ giao gà cho ban tổ chức, ban giám khảo cứ sẽ ngồi đó chấm thôi, con gà tự trên tự biểu diễn thì cái yêu cầu của ban giám khảo bên đó nó khác còn bên đây thì tụi anh nó thêm một cái phần chơi cho người chơi nữa, có nghĩa là anh phải điều khiển được con gà cái đó nó hơi khó xíu nhưng mà nó hay hơn, thú vị hay á, chất lượng có nghĩa là anh có thể yêu cầu nó show hoặc là nó có con gà nó sẽ không show đó nhưng mà anh hiệu lệnh cái là búng tay cái là lên lên hoặc là vỗ cánh hay là gì đó, có nghĩa là có thể nó không hiểu anh nhưng mà nó biết là anh đang yêu cầu nó làm cái gì đó thì cái đó phải có trên giữa, phải có quá trình tập luyện tương tác kết nói giữa người và bếp thì hay cái quá. Đó yêu cầu cao hơn nhưng mà cái đó nó cũng có nhiều anh em chưa hiểu, chưa theo kịp nhưng mà chưa hiểu chỉ lo chơi cái dáng, kiếm cái dáng là đắt cực rồi, còn cho anh em thì cũng khó nếu vậy thì nó về cơ bản nó có ba cái đẳng cấp, đầu tiên là chơi màu nhưng mà dán hay không thì chưa có quan trọng lắm, cái khó hơn là chơi dán, phải show được dán và tới cái đỉnh cao nữa là phải training nó được, huấn luyện nó được. Hay quá các bạn đó, chơi phải nó sâu vậy, càng ngày nó phải nâng cấp lên, chứ chơi mà cạo bằng á, có nghĩa là đổ đồng ra thì nó rất là chán. Chơi mà cạo bằng á có khi tại vì nói về sẵn cho anh em có thể hiểu luôn, tại có những con gà có thể về hình thể khi mình chỉ so sánh khi mình chấm thi thôi có thể nhiều khi anh em nói sao con này đẹp hơn mà nó lại không bằng cái con này tại vì á khi thi mình sẽ quan sát cái thái độ cái thái độ con gà, có thể là con gà này lông hình đầy đủ, dĩ nhiên khi chấm điểm thì cái lông hình này đủ đạt 50% điểm rồi nhưng mà khi anh training được với con gà thì con gà này mặc dù nó có kém cái gì đó, có thể là nó kém hơn một phần về lông hình hay là, nhưng mà cái sự training là một cái đẳng cấp khác đúng rồi, rõ ràng cái đó là nó đạt điểm cao hơn đó, nhiều anh em hiểu đấy, con gà này show quá đẹp nhưng mà tại sao nó lại thua con gà này, thua là thua ở cái đúng rồi đó, cái training đó đó có hay quá, có thể bên cái quan niệm, có một cái quan niệm khác, có nghĩa là con gà xô là gà bình tĩnh có nghĩa là bên mã họ chỉ con gà đứng im và bổ cánh xô, khi nó cũng có nhiều cái hay, đó là khi xô họ rất chi tiết, khi con gà bổ cánh xong thì cái dáng, trong lúc bổ cánh cái dáng phải như thế nào vỗ cánh xong cái dáng phải như thế nào đó, họ chấm những cái đó. Còn bên anh, tụi anh có những cái cũng hiểu cái điều đó nhưng mà mình thêm cái điều là cái sự training, mình thấy con gà này nó có thể là nó hiểu được cái người chơi, nó biết được người chơi, cho nên mình thêm, nó có nghĩa là người điều khiển có thể điều khiển được con gà. Nghĩa là mỗi một quốc gia thì cái nền cơ bản là vậy, nhưng mà mỗi quốc gia người ta có một cái phong cách chơi riêng. Ví dụ người Mã thì người ta đánh giá cái độ bình tĩnh của con gà đứng quạt cánh ngưỡng lên là ok, còn bên mình là mình muốn cho nó gọi là huấn luyện cho nó tương tác với mình nữa. Thì Igu cũng vậy các bạn, có Igu nhiều con ở nhà rất là đẹp, lên đứng cây xô cái rút hình là mất điểm. Vì giống như nãy anh Sang có chia sẻ cái vụ mà
cái thần thái nó quan trọng đúng, hơn cái ngoại hình á. Thì nó giống như các bạn đi thi đại học vậy đó các bạn. Ví dụ như bạn thi vô môn toán lý hóa là sẽ được nhân đôi số điểm, đại loại là vậy. Có nghĩa là có những cái tiêu chí nó khi mà nó tốt hơn thì nó sẽ được cái điểm cao hơn, đại loại vậy. Anh em nắm bắt thì chơi thôi, nó tránh có va chạm, những cái xung đột, những cái không có hiểu nhau thì nó không hay. Quá là tuyệt vời luôn. Như cỡ bạn này là được mấy tháng anh? Nó tầm 3 tháng hơn. 3 tháng hơn. Là mỗi ngày anh cứ ở đây và đó, bắt từng con ra chơi tập liền. Nó là con đó là đó. Bạn thấy khi mà cái ngực nó ưỡn nè, cái chân nó đang nhón lên thấy đúng, không? Đó, nó nhón cái gót lên các bạn thấy không? À, cái tướng đó đó. Nhón cái gót nhướng nhướng lên. Nó như là cái này giống như là lực sĩ vậy đó, đứng lên. Không phải con gà nào trong bầy nó cũng có cái tố chất biểu diễn như vậy. Dạ đúng rồi. Anh nhìn cái bước chân của nó. Dạ. Có những con gà nó bước chân rất là từ dạ, từ phong thái của nó. Ngoài phong rồi. Đúng rồi, nó mới gọi là con gà. Đó. 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 Mình training nó là vậy đó. Ví dụ dạ, nó có một cái thái độ lơ là mình vỗ tay cho tập trung vô lại. Tập trung lại vô. Đó. Hay quá. Ngực mở, eo thon. Chân dài. Cái này lúc còn nhỏ cái đuôi nó là nó chưa có hai cây lao phóng dàn xào anh ha. Nếu mà có hai cây lao nặng cái đầu nó xuôi hơn chút xíu về. Cái góc của cái đuôi cũng quan trọng. Dạ. À, hồi xưa em chơi Phoenix với Tân Châu á, vấn đề chăm lông nó rất là cực. Thì cái dòng Cinema này á, lông nó ngắn hơn thì cái chăm lông nó có cực không anh? Thì nếu nói về lông thì lông nó như nhau thôi, mình chăm nếu để đạt cái lông đẹp thì nó cũng phải y chang như con gà đó thôi. Dạ. Còn anh em Cinema có thể là kinh nghiệm chăm lông chắc là không bằng mấy anh em bên Phoenix. Dạ đúng rồi, kia nó dài, nó dễ bị xước đứt đúng rồi này nọ. Nhưng mà dĩ nhiên là mình phải cố gắng học tập những cái kinh nghiệm đó để mình, ví dụ một con gà khi mà xô ra cho anh em thì cái dáng là quan trọng, nhưng mà cái lông hình cũng bắt mắt. Dạ đúng, đúng rồi. Thì cái ngoại hình là cái ấn tượng đầu tiên mà. Đúng rồi. Nhìn vô nó phải ấn tượng, xong rồi sau đó mới thể hiện. Mình nói là con gà chơi hình chơi dáng, nhưng mà cái lông hình nó cũng phải có. Ôi đã lộn. Tại vì một con gà chơi kiển mà mình đâu thể nào mà nhìn nó xấu được. Đúng rồi. Các bạn. Rất là dạn dĩ ha. Rất là dạng dĩ. Nhưng mà thật ra con gà nó, thứ nhất là mình cầm bé nó trên tay vậy để cho các bạn hình dung được cái size của nó nhỏ gọn dễ thương như thế nào thôi. Thật ra nó đứng trên tay mình á, là cái tay của mình nó không có vững, nó mềm đó, thì con gà nó sẽ hơi trùng cái người xuống, nó không có vô form ha. Nhưng mà nó đứng trên một cái mặt phẳng đứng là mình thấy cái tướng nó khác liền, ưỡn khác liền. Với anh thường á, em thấy gà người ta nuôi trong những cái bội hoặc những cái lồng sắt rồi này nọ, còn con Cinema ở đây em thấy là nuôi trong những cái chuồng gỗ như thế này, thì đó là một cái phương pháp, một cái kỹ thuật đặc trưng của nó, hay sao anh có thể giới thiệu cho mọi người là tại sao phải nuôi vậy? Đầu tiên thì cũng không biết, mà nhìn bên mã thôi. Dạ. Bên mã họ nuôi vậy mình mới coi, mình mới hỏi hoặc là mình mới nghiên cứu, thì mình thấy là tại vì cái con gà Cinema bên hả họ không lắp đèn đâu, nuôi tối thui à. À thì tới cái tầm này là bắt đầu họ om gà, thì cái chuồng om nó kín như vậy đó. À nó phải che bốn bên lại. Dạ. Để con gà nó lúc nào nó cũng nhìn lên. À đó là cái kỹ thuật có nguyên do hết á. Đúng rồi, chứ không phải tự nhiên che bốn bên. Thứ nhất là kín là gà, nhưng mà nó nhìn lên nhiều hơn, và đó là cái phương pháp tập. À hay quá rất là hay. Nhưng mà nhìn nhiều quá, nhiều khi con gà nó cũng yếu. Dạ. Đâu mình phải xả nó. Dạ. Xả nó ra cho nó. Đúng rồi. Các bạn thấy mình thì mình thích tìm hiểu những cái đó các bạn. Ví dụ như mình thấy những con gà khác á, người ta nuôi, ví dụ gà đá nó nuôi trong cái bội ha. Rồi những con gà kiển khác thì nuôi cũng trong những cái lồng lưới, nhìn nó thoáng. Nói chung là về mặt nếu mà gọi là thẩm mỹ á, thì khi chúng ta nuôi con gà chúng ta muốn nhìn ngắm nó, thì mình vô chỗ anh Sang mình thấy ủa sao mà bít bùng hết trơn à. Đó thì mình hiểu, mình nghĩ là chắc phải có một cái nguyên nhân nào đó, một cái kỹ thuật nào đó thì mới làm cái chuồng như vậy.
Thì như anh Sang vừa giải thích đó là bốn mặt nó đều kín hết, nó chỉ có cái chỗ trống đây thôi. Đó thì cái lên form con gà nó sẽ nhìn hướng lên, thì muốn nhìn hướng lên nó phải ưỡn cái ngực nó ra. Đó là một cái cách rất là hay. Nó kính nó bình tĩnh thôi, con gà nó cũng đứng ở trong đó nó nghiện gì thôi. Cho nên mình mới chế ra liền đó là nó về, nhưng mà nhìn thấy kính quá. Thì nó có những lúc mình sẽ ôm con gà nhỏ hơn. Thì mình phải lấy cho nó thấp lại. Có nghĩa là cái phần này nó phải bằng với cái tầm nhìn của con gà. Có nghĩa là con gà nó phải nhìn thấy cái gì đó. Đó thì nó mới chịu đứng, còn không nếu nó không thấy cái gì nó sẽ nhảy. Em nuôi gà cho biết nó đúng rồi. Nhảy lên nó tung lên thì nó phải nhìn ra thấy. Thì còn nếu mà gà lớn hơn chút mình đây, nếu mà cao quá thì mình phải có thêm một cái cây thanh đứng, thanh bội cho nó giống như đây. Cho nó đứng lên đây đó. Hay là em gà cũng 3 tháng. Mấy con này chuối anh, chuối đẹp. 3 tháng. Gà này là buổi sáng là anh cũng cho cơm với lại rau trộn vậy đó. Đúng rồi. Chiều thì ăn hạt, ăn cám. Trong này em thấy cũng có mấy cái thức ăn giống như củ bẹt luôn anh. Hạt này hạt kia nè. Hạt trộn. Ở trên này là gà con. Gà con hả bạn? Con này cỡ mấy ngày tuổi anh? Này chắc cỡ gần tuần à. Gần tuần. Mấy ngày là ở đây anh cho ấp tự nhiên luôn, cho gà mẹ ấp dắt con luôn. Ấp xong ra là một mẹ ra thì chừng như đó 3-4 con là cùng. Coi như là một lần nó đẻ được khoảng nãy anh nói là 7-8 trứng. 2 ngày nở trứng, ui nó cảm biết tôi. Rồi 7-8 trứng mà nở được có chừng 2-3 con thôi. Giỏi lắm thì cũng phải được 5 con. Đó. Thì tùy mùa nữa. Tùy mùa nó cò quá. Đây là những cái bóng hồng ngoại để ấm gà. Tội Sirama này nó có dễ bị bệnh không anh? Có những cái bệnh nào và những cái lưu ý nào? Rồi con gà mẹ này nó nghịch cái ưỡn ghê luôn. Mẹ của con này đó. Là mẹ của con này. Cha nó là con này. Là con kia, cha con kia. Nó là điều thuần luôn á. Điều xám, cha nó điều xám. Em đừng có đưa gần quá, nó không xô. Em đưa xa với con gà nó không có quản. Đang dắt con này, nó đang dắt con thì nó sẽ ốm con. Nó sẽ không có, nó không chơi gì. Hình như mẹ đó có một con thôi á. Có một con đó. Mà hình như con đó chắc không phải con nó luôn. Không phải con luôn hả? Cái lứa này không có gì hết. Cái lứa của nó hình như bên đây. Tại vì nhiều khi quá hay luôn. Gà con nó cũng anh cũng đổi qua đổi lại tùm lum. Đây cái bầy này mới là con của con mái đó đó. Khét sữa. Khét từ sáng. Tổ chức là từ cái dòng con nó đã cơ, cái khung xương nó có. Dạ đúng rồi. Chứ mình không có làm được cái chuyện đó. Dạ. Cái đây gen là phải đấy, mình không làm được di truyền còn, còn làm được hay không là mình làm cái chuyện tương tác với nó trên đây nè. Chứ còn cái gen nhiều anh em nói về bẻ bóp rồi rồi nắng là chỉ là cái hỗ trợ thôi, nó như vậy rồi mình làm cho nó lên và làm cho nó đừng hư thêm thôi. Nhiều khi cũng là lùa gà luôn. Bán này nói về bóp nặng. Có người anh em nói là nhỏ thì nó về chứ lớn nó xô. Cũng có đúng, nhưng mà nó sẽ lên tới cái mức nào đó thôi. Dạ đúng rồi, quan trọng cái gen. Nếu quan mà nói chơi là cái gen đúng. Cái tố chất của nó rồi con người mình chỉ là tương tác thôi. Đặc biệt anh em nuôi Sirama là nên nuôi cái chuồng trứng và lót chấu ha. Nó cứng nó vững nó mới xô dán được. Cái chuồng lưới đi nó nhúng nó không có năm triệu đứng. Không có đứng, nó đứng không vững. Hay quá. Ấp nè. Đang ấp luôn nè. Đây gà mẹ đang ấp luôn. Quên đó. Quên đưa thằng cha này ra chứ. Đây là cha của con này luôn. Cha con này luôn. Vậy là còn ông nội luôn rồi, ông nội của con gà này. Wow, sung chưa?
con này cũng đang cò, nhưng mà tại vì đang thay lông anh đem xuống đây dưỡng. Dạ. Nó nhốt chuồng trên. À. Đây ba thế hệ nha các bạn, một gia đình ba thế hệ. Này ông nội, này cha, dạ này con, này cháu, cháu nội, cha. À, không biết con đó không không phải của con này. Gen đều sao? Lộn, con này không phải, con đều mới là à, giữa, lộn. Đúng rồi. Anh này không phải. Đây ông nội nè, con đều đứng ngay kia là cha nè, này là cháu nội nè. Đó. Gia đình ba thế hệ luôn. Thì như nãy đầu clip mình có nói á, Sirama này nó vô Việt Nam chắc cũng phải theo mình biết là 15 16 năm anh, chắc chắc cỡ đó đó. Thì cũng gọi là cũng lên xuống rất là nhiều. Lúc đầu rồi cũng cực thịnh, xong rồi chơi với những cái người top cũ ấy, người ta bỏ, người ta không chơi nữa. Rồi top mới lên đó, thì anh Sang và những anh em khác thì vẫn đang chơi lai tạo, cố gắng giữ cái nhịp cho người chơi đó, tạo cái cộng đồng nhỏ nhỏ vui rất là hay luôn. Anh chơi này cũng mấy năm rồi ta, nay cũng 10 năm rồi đó. Nãy nói 2011-12 hả? Gần đó là bắt đầu đi tìm. Đi tìm. Mà cái cảm giác đi tìm mà tìm được con gà đẹp nó sướng anh ha. Mê. Không ngủ được luôn. Cái thời đó là tìm được con gà xấu cũng sướng nữa. Tại vì chưa biết đẹp xấu như thế nào, chỉ thấy trên mạng thôi. Có nghĩa là mình đi tìm như này. Cứ nói gà Sederma là mình khoái à. Dạ. Nhưng mà chưa lúc đó thời thật ra là cũng nó cái gì cũng chẳng phải Sederma. Dạ. Dạ. Lúc đó mình cũng non, mới vô nghề mình chưa có biết nhìn Sederma như thế nào. Mà lúc đó thật ra thật sự là cái mặt bằng chung của Sederma nó cũng ở cái mức đó, mức thấp thôi. Kể cả ở Mã Lai nó cũng chẳng không có cái như vậy đâu, nó cũng vừa thôi. Theo thời gian người ta chọn lọc ngày càng đẹp lên đúng không anh? Hay quá. Anh có cái này nó hơi tế nhị, nhưng mà anh có thể bật mí con gà mắc nhất mà anh từng mua là nó khoảng bao nhiêu anh? Trong lúc mà mình gọi là cao hứng nhất, sướng nhất, xuống tiền á. Thì hồi đó đi mã mua bên mã cao nhất cũng khoảng 10 mấy triệu. Còn có những con cao hơn nữa. Dạ. Mà lúc đó mình thì mình tầm đó mình chơi được. Dạ. 10 mấy triệu. Có con hồi đó ở Việt Nam mình luôn là 20 mấy triệu. Dạ. Cái thời đó 25 mấy triệu. Dạ. Nhưng mà đúng là xứng đáng, nó đẹp. Xứng đáng. Nói chung là nó đẹp với cái thời đó thôi. Dạ. Cái thời này thì bây giờ những con gà đó nó không còn đẹp nữa, nó không còn ấy nữa, nhưng mà lúc đó thì nó gà đó là rất đẹp. Dạ. Không, nhưng mà 20 mấy triệu ngày xưa nó lớn lắm anh, chứ không phải như 20 mấy triệu giờ. Cho nên mới thấy được là anh em chơi Sederma cái lời đó là rất chịu, coi như là thích tới mức nào. Dạ. Đúng không? Coi như là sẵn sàng xuống tiền giá. Dạ, cao 20 mấy triệu đó lớn lắm các bạn. Đúng rồi. Đó vàng có vàng có 500 ngàn à. Hai mấy nói chung giờ cũng nhắc lại hoài. Dạ. Dĩ nhiên theo thời gian số lượng nó nhiều lên thì cái giá trị cái giá tiền nó cũng thấp dần. Dạ. Và bây giờ anh em có thể sở hữu con gà đẹp mà cái giá tầm vài triệu thôi. Dạ. Và có con gà đẹp rồi, con gà đạt chất lượng. Ví dụ như con gà mà thời điểm này, ngay thời điểm này mà được định giá cao nhất ở Việt Nam thì nó tầm khoảng bao nhiêu anh? Nếu là xuất sắc á. Thật ra nếu mà nó cái giá trị về tiền bạc á, về vật chất á, của con gà nó không nằm ở cái tiêu chuẩn, hoàn toàn ở tiêu chuẩn. Nó nằm ở cái độ hot. Ở cái màu sắc, ở cái dĩ nhiên tiêu chuẩn là một phần quan trọng. Thì nó cũng vẫn, nếu mà ở gặp con gà mà hot nó cũng khoảng về cũng 10 mấy triệu cũng có. 10 mấy triệu á. Nói chung cũng như cái màu cú hay là màu bông mà đạt, nó vẫn đạt cái tầm dáng theo đúng chuẩn mà nó có cái màu đó nữa thì dĩ nhiên là nó mười mấy triệu vẫn có người mua. Có nghĩa là nhiều khi mình hay hỏi những anh em chơi là cái giá tiền để cho những bạn mà giống như chưa có tìm hiểu nhiều á, có một cái thước đo nào đó để người ta hình dung, phải không? Chứ còn là đôi khi 10 mấy triệu các bạn lại năn nỉ cái người chủ đó, người ta quý quá người ta cũng không có bán đâu. Không có bán đâu, năn nỉ người ta cũng không bán nữa, nhưng mà mình lấy cái thước đo tiền để cho mọi người dễ hình dung thôi. À, ngày xưa con gà Thái cũng vậy, con gà Thái 20 mấy triệu. Đúng. Mà Tam 20 mấy triệu em cũng mua, em ghiền quá, nhìn nó đẹp quá mua. Cái lúc đó mình nhìn thấy con gà đó nó hoàn mỹ trong mắt mình. Là mình hợp lý rồi. Mình thấy hợp lý hay không thôi. Chứ giá tiền nó nằm ở cái chỗ hợp lý hay không thôi. Ví dụ như con gà vừa màu hot, vừa dáng chuẩn, vừa có thể sinh sản được, vừa có thì dĩ nhiên nó phải cao hơn. Dạ đúng rồi. Còn,
cũng có con gà giống y như vậy mà nó không sinh sản được. Thì dĩ nhiên anh thấp thì cái đó chuyện đó do cái người ta sở hữu, người ta sẽ định cái giá trị con gà đó, chứ không có. Còn nếu anh thấy hợp lý thì nó là hợp lý. Quá đẹp. Lúc mà mê mẩn gọi là lai tạo và chơi sinh sản đó, các bạn đi tìm được cái con gà giống mà ưng ý của mình á, mình có nghĩa là mình nhìn thấy những cái tố chất của nó và mình nghĩ là kết hợp với này kia là ok á, sướng lắm, cái cảm giác đó sướng lắm. Đi năn nỉ cái người chủ đó mà người ta gật đầu cái mình trồng tiền mình cũng sướng. Sướng, đưa tiền cho người ta mình cũng sướng đó, xong rồi về dệt mộng mỹ rồi vui, rất là vui các bạn. Để cái trứng đem đi ấp hoặc là cho gà mẹ ấp tới ngày nở ra ngủ không được luôn, cảm giác đó ngủ không được luôn. Mà mình thấy cái con gà kiển á, nó rất là gần gũi với cái văn hóa của Việt Nam mình. Thì thời gian sau này nó bị gọi là, sau khi mà bị khai thác quá nhiều rồi đó, thì mình cũng hay nói bên bò sát, có nghĩa là cái đối tượng mà những cái người nhiều khi người ta vô, người ta bào cái tài nguyên của cái cộng đồng đó thôi á, người ta bào tới cạn nước cạn cái rồi đầu ta bỏ đi cái khác, thì cái phong trào nó chết đi rất là uổng. Thế nên là tìm cái người chơi chân chính để mà lưu trữ, lưu giữ và phát huy những cái nét đẹp của con bét á, cái đối tượng đó nó không có nhiều và rất là đáng tiếc. Những con gà rất là đẹp, kể cả nguồn gốc nước ngoài và nguồn gốc Việt Nam, ngày xưa rất là nổi tiếng, rất là nhiều người chơi, giá trị rất là cao, nhưng mà bây giờ nó gần như là mất tích rồi. Có thể kể đến là con gà Thái nè, con Phoenix nè, rồi con gà mình là con gà Tân Châu, thì những cái đó là giờ nó không ai chơi nữa. Thì mà thậm chí là ví dụ như con gà Tân Châu là có con gà nguồn gốc Việt Nam mình á, chơi rồi lai tạo gọi là tạp nham á, không có chọn lọc, không có này nọ kế hoạch, không có định hướng đâu, biết bây giờ mất cái gốc con gà Tân Châu luôn các bạn, mất luôn. Bây giờ toàn là gà lai tùm lum tà la, rất là đáng tiếc luôn. Còn ơi, riêng con Sirama thì theo mình biết là vẫn còn những số anh em như anh Sang rồi anh Đăng rồi nhiều anh khác nữa, thì cố gắng chơi lưu trữ nó lại, nhưng mà nó cũng bị coi như là gói gọn lại nhiều rồi anh ha. Cũng mà chơi thu hẹp lại. Và mình bây giờ mình cảm giác là mình sẽ chơi, mình giữ đúng cái tư chất của nó. Có nghĩa là mình sẽ bảo tồn nó đúng cái chất của con gà đó. Dĩ nhiên mình không bài trừ cái những anh em khác chơi theo cái đường, cái con đường khác, thì nó vẫn có những cái đẹp của nó. Và mỗi người sẽ yêu thích cái đó, mình vẫn thích cái những cái đó. Nhưng mà mình muốn giữ lại để cho anh em sau này hoặc là anh em khác là hiểu con gà Sirama nó phải như vậy. Còn đây là những cái chi nhánh, nó vẫn là gà Sirama và vẫn đẹp, và đó nó sẽ đa dạng hơn trong cái coi như là châm hoa đua nở. Mình tôn trọng sở thích của người khác, nhưng mà dĩ nhiên nó phải đạt chất lượng thật sự, chứ không phải là một cái chất lượng nào đó vu vơ thì mình không. Dạ vậy anh Sang có thể chia sẻ cho mọi người biết là cái tiêu chuẩn con Sirama đẹp trong mắt của anh, góc nhìn của anh thì nó sẽ là như thế nào, bao gồm dáng, trọng lượng rồi này nọ các thứ. Con gà Sirama đẹp đó thì thứ nhất mình muốn nói là cái gì cũng vậy. Khi nó đẹp là nó phải cân đối. Đúng không? Cái gì đừng có dài quá, hay đừng có ngắn quá, hay là đừng có bự quá, hay gì tất cả nó cân đối, có nghĩa là tất cả những cái bộ phận của trên cơ thể nó lớn nhỏ dài ngắn gì nó phải hài hòa hợp với nhau. Khi mình nhìn thấy con gà mình thấy một cái tổng thể thì nó sẽ mình thấy vừa của mắt. Đó là gọi là cái là theo mắt. Theo mắt mình nhìn. Còn về tiêu chuẩn của con gà Sirama thì chắc cũng nhiều người biết là nhìn vô trước đầu tiên là cái ngực. Đó là người Việt Nam mình nhìn đó, lúc đó khi tụi anh lúc đầu lập ra cái tiêu chuẩn là dĩ nhiên sẽ xem theo cái bản tiêu chuẩn của Thái, thì nó sẽ có nhiều cái cách là cánh như thế nào, đuôi như thế nào, đầu như thế nào, ngực như thế nào. Thì lúc đó anh em Sirama rất thích cái ngực. Cho nên là Việt Nam á, thì lúc đó mình cho cái bộ ngực là to nhất, là điểm cao nhất. Bộ ngực rồi tới cánh phải thẳng, lúc thời đó là cánh phải thẳng. Thẳng xuông chân giống như này. Hồi xưa là nó phải che chân đó, lúc trước á là phải che chân như vậy, đuôi là phải 45 độ đầu là phải, cái mỏ là phải chạm ngực, chân xô là phải chạm ngực, để đạt được cái đó là con gà nó làm ở một cái tầm nào rồi. Không phải là con nào cũng đạt đó. Chân xô phải chạm ngực, bòm là phải phủ đuôi. Dĩ nhiên là nó phải ngay ngắn rồi, không có quẹo lệch, không có gì hết. Hai cánh phải bằng nhau đứng xuông.
thì mòng mặt phải nhỏ gọn. Có nghĩa là cái con này là mòng vẫn chưa phải là đẹp lắm, mòng thuộc dạng là to đấy. Cái mòng đúng tiêu chuẩn đẹp phải gọn hơn, phải gọn hơn, và nó có cái hình của nó. Nó có cái hình của gà theo theo mình theo vào cái hình vẽ đàng hoàng. Nó phải vuốt lên đuôi là tia tia phải một hướng. Tia một mảnh hướng. Một hướng, và cái đuôi này phải phải dài và vuốt lên. Không có sệ. Nè, cái này là xấu. Rồi không không muốn nói là xấu, nhưng mà nó là không 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 không, nếu mình chấm thì nó không đẹp. Nó phải như gần gần như cái con gà gà này. Đó, đây một cái mồng đẹp. Đúng rồi, mồng này đẹp hẳn ha. Đây là một cái mồng tương đó đẹp, này mồng là thiếu mồng nè, thiếu tia nè. Thiếu tia. Thiếu tia. Nhưng mà nó chung một nó, cái hình dáng đó nè, mà cái hình nó hướng lên rất là mảnh. Cái này phải dài hơn xíu nữa. Nó có tiêu chuẩn, khi mình nhìn mình sẽ nó đầu phải có đầu mồng nè. Mới tia thì nó sẽ có hình đẹp. Thì trong cái bản tiêu chuẩn nó có cái đó thì nó xô lên. Ôi đá luôn rồi, đá luôn rồi, gì vậy? Hùng quá. Thôi, cái này là nó ý anh không có tốt. Này là phân xấu á. Nó tại đang ôm nó nóng trong người. Nó vậy thôi, đuôi thì 45 độ. Nhưng bây giờ á, bây giờ anh em chơi thì nó có con gà nó phát triển nhiều quá. Cái tiêu chuẩn nó nhiều khi nó cũng phát triển theo luôn. Nó cũng phải phát triển theo, có nghĩa là bây giờ là cánh phải không có che chân, không che chân, hơi đưa lên cao xíu. Nhưng mà tại vì hồi bây giờ có những con nó đứng nó xô như vậy, nhưng mà anh em thấy đẹp quá. Tưởng rõ ràng là nó đẹp hơn, nó và nó mạnh mẽ hơn, nó thì bây giờ cái tiêu chuẩn mình phải là không bỏ cái phần che chân đi. Nó là xô đúng là vẫn che chân. Nhưng mà nếu con nào mà xô đẹp quá, cái cánh bật ra trước thì cộng điểm. Có nghĩa là được thêm điểm cộng. Đó, cái đó là cái đó. Đó có nghĩa. Cái này là con gà này là tại anh để nọc. Cho nên anh sẽ không có làm lông. Khi con gà đi thi cũng phải làm lông, có nghĩa là phải tỉa bớt đi cho có nó làm lông lại. Phải làm lông tỉa cái đó lại. Nó có kỹ thuật làm thì có nhiều bạn chia sẻ trên mạng lắm. Phải làm lông thì khi nhìn phía trước này nè, cái phần ngực nó phải hình trái tim. Đúng rồi, tỉa gọn là phải tỉa đúng lại đúng. Và làm sao cho nó hình trái tim này đẹp đó. Đó có nghĩa là hai cái ngực này nó phải chẻ múi nè. Phải đều nhau nó hình trái tim. Mình phải tỉa cho gọn lại. Không biết rồi qua cái clip các bạn có thấy không, cái ngực này nó có đường kẻ ra, phải chẻ ra, phải chẻ muối. Và hai đường cong này xuống đây sẽ được gọi là đi gọi spa spa rồi lại đó, đúng rồi. Chuốt hai bên này cho trâu vô trái tim rất là đẹp, phải chẻ muối. Còn bình thường các bạn thấy con gà này nó ai phong á, cái phom cũ á là cái cánh này nó che cái chân y như mà bận by the sea vậy các bạn. Nhưng mà bây giờ có nhiều kỹ thuật, có nghĩa là ngay cả bên mã nhiều kỹ thuật lắm. Có nghĩa là họ sẽ nắn cánh, cái cánh con gà nó xê xu bản chất, nhưng mà mình sẽ giống như mình đi uống tóc vậy thôi. Làm cho cái cánh nó bật ra phía trước. Làm được luôn anh? Nếu mà kỹ thuật tốt thì làm được. Cái đó cũng đơn giờ cũng đơn giản. Cột hết ta? Cái nào cột lên phía trước không nè? Nó phải bổ cánh. Phải bổ cánh. Có nghĩa là họ sẽ giống như mình uống tóc thôi, uống cho nó theo cái chiều ra phía trước nhiều hơn. Thì cái đó cũng phải có kỹ thuật, anh cũng làm được nhưng mà nhiều khi cũng không đẹp. Có bảo ở Biên Hòa bảo chuyên nghiệp làm cái đó. Chuyện cái lông này nè, thí dụ lông kiếm phải thẳng, kiếm cong vậy là không đẹp, không đạt. Cho nên đa số là phải làm thẳng ra, phải nắn cho thẳng ra. Tại vì lông kiếm mà cong nhìn nó cái đuôi con gà này nó phải thẳng, phải như Tân Châu thì đuôi cong theo một cái hướng nào đó rồi nó xả xuống. Còn con này là đuôi kiếm phải chặn, đuôi phải chĩa thẳng ra, chĩa thẳng hai cái kiếm phải thẳng mới mạnh. Mà nó mình dài quá nè, như vậy là dài quá nè. Phải tỉa ngắn bớt cho nó vừa hơn cái này thôi. Dài quá nó sẽ cong. Đó, lông phải tỉa bờm đầu, thường anh em cũng hay tỉa màu lắm, cắt tỉa cho nó mấy cái thanh lại, tỉa lông tỉa màu rồi tỉa, nói chung là làm con gà đi thi phải có làm, phải có spa lại mà mông má lại hết chứ. Dĩ nhiên con gà này là mình đã thấy đẹp rồi, nhưng mà khi mà mình xô lại thì nó sẽ chất hơn, nó gọn gàng hơn. Không, nhưng mà cái tác động đó là gọi là làm đẹp, làm sạch thôi chứ không phải là can thiệp thô bạo. Nó sẽ có một cái từ cái đó, nó có một cái gọi là nó không là bên mã họ sẽ có những con gà nó bị quẹo đuôi ha, quẹo và họ làm được, họ may
Hôm nay lại họ giữ cái đuôi lại cho ngay. Dạ. Rồi lườn cũng vậy. Bên đó kỹ thuật rất cao, họ có thể phẫu thuật. Wow. Mà sửa lại, chỉnh sửa lại. Nó là cặp công nghệ, mã là tại nó học cặp công nghệ. Thì về Việt Nam này á, thì theo tụi anh thôi, theo một số người lúc anh tổ chức thi thì anh không chấp nhận chuyện đó. Có nghĩa là không giao kéo. Không giao kéo. Đó có nghĩa là có cho làm phẫu thuật may hay gì đó, nhưng mà khi anh đem trình diễn là con gà phải lành lặn. Có nghĩa là không níu giữ, không gì hết. Có nghĩa là kiểm tra là mặc dù có vết thẹo hay gì đó, cho phép anh em chỉnh sửa lúc ở ngoài. Làm cắt chỉ hết rồi vô. Có nghĩa là anh phẫu thuật thành công, hoàn thiện rồi. Đúng rồi, chứ không có anh néo cái đuôi lại thì khi bung ra con gà quẹo đuôi làm sao mà bằng với con gà kia được. Có nghĩa là nó phải được chỉnh rồi và định hình rồi, lành lặn rồi. Đúng rồi, như em nói hồi nãy, có nghĩa là có thể hồi nãy mình đó là có thể thêm vô con gà thôi. Nhưng mà bây giờ khi thi là anh chỉ được lấy ra thôi chứ anh không được gắn vô cái gì hết. Có nghĩa là lông lá cắt tỉa cắt bỏ thì được, mồng cắt bỏ thì được, nhưng mà anh đừng có gắn keo, gắn nối đuôi. Có nghĩa là bên mã họ không có giữ cái đuôi, khi thi họ không giữ cái đuôi riêng này đâu. Nhổ hết, cắt ngang cái đuôi con gà luôn. Và họ nguyên có một dàn lông tháp đuôi, tháp đuôi vô các bạn, tháp cho nó đúng chuẩn luôn, rất là đẹp. Lúc nào cái đuôi nó, mà kỹ thuật của họ rất cao, có nghĩa là họ tháp nhiều kỹ thuật lắm. Thì cái đó thì cho bên mã người ta chấp nhận chuyện đó. Kể cả cánh luôn, họ tháp cắt ngang hết rồi tháp cái cánh theo một cái hướng khác, và cái điều đó là họ chấp nhận, và cho họ cho đó là một cái công nghệ, và nó có khả một giống như bác sĩ thú y vậy. Con gà trước khi đi thi là đem spa đem lên đó, ông đó ông làm cho một tí tỷ vậy đó. Mình không có đổ thêm vô thêm. thì ở Việt Nam mình không có phát triển cái kỹ thuật đó, cho nên thứ nhất là, thứ hai là anh em cũng chưa chấp nhận cái chuyện, không phải không chấp nhận mà khi ra rồi không biết được thế nào so sánh con gà làm với con gà không làm, thì bây giờ con nào nó cho nên anh em mình đang phát triển ở cái mức là mình cần cái người chơi hiểu đúng thức chất về con gà, cho nên mình không cho phép, mặc dù cũng có thể. Nhưng cái tư duy của em cũng không có thích cái chuyện mà độ lên, tại vì độ lên là mông má đầu lên các bạn, độ vừa phải. Ví dụ như mình đi cắt tỉa cho nó gọn gàng sạch sẽ, vô tóc tai mình giờ mình cắt lên cho nó gọn gàng sạch sẽ, nhìn mặt mình sáng sủa ra, ok. Chứ còn giờ đi nối tóc tùm lum tà la lên, làm răng thì nó không ok, nó giả quá. Hôm nay gặp anh Sang rất là vui luôn, tại vì anh Sang mới nhắc là một cái vụ về tháp đuôi. Thì ngày xưa mình cũng có một cái kỷ niệm với nó, đi thi gà Tân Châu cũng vậy, nhiều khi bị gạt, bị tháp đuôi anh. Đúng rồi, tháp đuôi vô mình nói trời đẹp quá, mình nhìn tưởng là hàng xịn, ai ngờ cuối cùng là bị người ta đó, người ta bị bắt hỏa tan là kéo lên coi cái đuôi nó tháp. Một số người cho một số bạn không biết tháp đuôi là sao. Đây nó có cái đuôi này, cái nó có cái lồng ống đây ha, đây nè, hàng cái lồng ống nè, cắt đuôi đây luôn. Nó lấy cái đuôi khác xong rồi nó lấy một giống như một cái cây ti, cây tâm chẳng hạn, nó nhét vô xong rồi nó nhét cái đuôi giả vô, thì tự nhiên cái đuôi đang ngắn thành ra đuôi dài thòn, cái bản đuôi đang nhỏ xíu, tháp nó sẽ sưu tầm những cái cọng đuôi vừa dài vừa bự nó tháp vô. Hôm nay lâu, tại mình bỏ gà chắc cũng phải gần 10 năm rồi, hôm nay gặp anh Sang, Sang nhắc lại đó mới nhớ lại. Thì cái đó, kỹ thuật đó thì chắc anh em bên gà chắc gì chim đồ cũng vậy, mấy kích chạy lửa. Đúng rồi. Nó bán hàng đẻo, nó tháp đuôi vô dài, nó bán mắt. Tí tỷ như vậy mình không cho phép hay cho phép, cho là tại vì vậy. Tí tỷ 1-2 cộng. Ok, cũng có thể chấp nhận được, nhưng mà khi thi mình đâu có thể nào nói là 1 cộng thì được, 2 cộng thì đúng rồi. Rồi. Cho nên không được là không được. Đúng rồi. Được là được. Nên nó, tại vì mình thà mình thi là tất cả, nếu mà cái phương pháp kỹ thuật đó nó phổ biến rộng hết, ai cũng hiểu được việc đó thì ok được, vì đó cũng là một kỹ thuật. Đó cũng là một kỹ thuật, và người chơi cũng phải biết cái kỹ thuật đó. Thì đâu phải ai cũng làm được. Đúng rồi. Nếu người làm đẹp thì làm xấu, thì lúc đó nếu mà nó đã phổ biến hết rồi thì ok, đó là thi cái đó luôn cũng coi như nữa. Công bằng bằng, đó là thi cái đó luôn cũng được nữa, đó là kỹ thuật của người chơi, giống như là mình tương tác vậy nè, đâu phải ai cũng tương tác được. Nhưng mà cái này thì là nó không có phải là tác động đến cái bên ngoài con gà nhiều quá. Còn cái này nó tháp đuôi thì nó sẽ để lại sự so sánh sau khi tiêm xong, nhiều khi nó đầu nó phát sinh nhiều vấn đề. Mình có hay tổ chức thi không anh?
Có. Lúc trước em thấy cũng hơi nhiều, lúc này bắt đầu chắc sau dịch bắt đầu nó bớt bớt rồi. Sau dịch thì có cái một hai cái nhưng mà giờ cũng phong trào nó cũng mấy quá cũng chưa tổ chức. Anh em cũng nói hoài. Anh em cũng đang hứng thú lắm nhưng mà đang mình đang chờ một lần mình thi gà vậy là khoảng bao nhiêu bạn lên tham dự anh? Tại vì Serama thì thật chất nó cũng không có cái cộng đồng nó cũng không có nhiều. Dạ. Cái nam mấy chục người, mấy hơn cả trăm người là cùng á. Dạ. Nhưng mà để gom lại mỗi tỉnh rồi thì nó cũng ít lắm. Tỉnh dạ. Sài Gòn chỉ có Sài Gòn mình là đông thôi. Nhưng mà người chơi thực chất để đi thi thì cũng ít. Cho nên lần khoảng 20 mấy con là sao. Dạ. Cho nên tại vì thi Serama nó cũng có thi nhiều dạng. Gà tơ. Dạ. Gà trưởng thành. Dạ. Thi cả gà mái. Dạ. À, đó. Cho nên mỗi lần thi hồi xưa á, lúc còn đông á thì mình thi một lần thi ba cái thể loại luôn. Yeah. Mà bây giờ ít rồi cho nên mà mình chỉ thi mỗi cái thôi. Yeah. Sau này cũng dịch xong rồi cái cũng vất vả lu bu quá cũng không tổ chức lại. mỗi lần tổ chức như vậy có gặp cái khó khăn hay là anh có gặp những cái vấn đề là nó không mong muốn không anh? Về tổ chức hả? Tổ chức rồi về phong trào đồ này nọ các thứ. Nói chung thì tổ chức cinema nó cũng đơn giản tại nó cũng không có đông người. Dạ. Cũng bao nhiêu đó người mấy chục người có mười mấy người à. Cho nên công tác tổ chức thì nó cũng không có nhiều cái giải anh em cinema cũng không có quan trọng nữa. Dạ. Cho nên chơi có cuộc chơi vui, giải cũng ít thôi. Sau này mình cũng cố gắng là trước kia hồi xưa là giải nồi cơm điện hay là cái này kia nhưng mà sau này thì tiền 1-2 triệu vậy thôi và cái kinh phí là cũng do anh em tự đóng góp lại chủ yếu là rồi, tổ chức cái ngày hội rồi lại chơi nha. Còn có kinh phí nhiều khi anh em không có đóng tiền nữa mà anh em đóng con gà rồi mình đấu giá con gà đó lên rồi lấy cái tiền đó thì lúc trước là như vậy đó. Nhiều cũng vui lắm. Sau này anh em cũng ít chơi lại rồi cho nên cũng không có tổ chức tại tổ chức ít quá. Chỉ tổ chức trong cuộc ốp thôi, cuộc ốp nhỏ là anh em show với nhau chơi để hai ba cái bàn show chứ không có tổ chức. Thôi cố gắng duy trì anh. Tại sao cái đợt dịch thì em biết là nhiều bộ môn nó giống như là nó đang thở gấp á. Đang ngồi góp cái dịch dập cái chết luôn. Cho nên là anh em mình cố gắng giữ cái lửa nhẹ nhẹ. Đúng rồi, tại vì tổ chức Serama nó cũng cực tại vì anh em phải thông báo sớm, thông báo lâu tại để chuẩn bị gà. Đúng rồi, không phải ai nhiều gà, hồi xưa mấy gà kia nuôi dễ thì nó anh em nào cũng có nhiều gà. Còn con gà Serama nó phải nuôi từ bắt từ nhà con, chăm dán, chăm nó tác động rồi chăm lông. Thì hãy nói trước để anh em biết là sắp tới tháng này là có thi cái khoảng bao nhiêu tháng là chuẩn bị kịp anh, ví dụ phải thông báo trước khoảng bao nhiêu tháng. Thường thì phải nếu mà đúng luôn là phải để đủ thời gian thì phải 3 tháng hoặc là, nhưng mà dĩ nhiên anh em chăm lông giống như bên cũng như vậy, có nhiều anh em chăm tới đó rồi có con gà rớt lông. Cho nên phải biết trước ra để mà để canh cho nó rớt lông hay gì đó. Thường nếu mà gà trưởng thành đó đó Tân Châu cũng biết rồi, phải biết cái thời gian rớt lông rồi cho rớt lông đi. Nhưng mà mình nói vậy thôi chứ nhiều khi anh em nuôi có 1-2 con gà thì có nhiều rất là khó. Thôi có thì cứ thi đại đừng nó rớt kệ. Để mà không con gà con igu gì cũng mày con igu rồi chấm da. Đúng nó rồi. Phải thay cái da thì nó mới sung lên con độ, còn da cũ thì nó không sung. Con gà bộ lông cũ thì nó cũng nhức mình nhức mẩy khó chịu đó các bạn, phải canh thay cái bộ lông cho nó xong thì nó mới sung lên nó đẹp. Thì thường thường người ta nuôi mấy chục con á thì tới cái thời điểm đó thì người ta coi con nào đạt người ta cho đi thi. À, còn nhiều anh em chơi dạng như chơi vui thôi, 1-2 con thì có nhiều xào nấu nhiều. À, nó khó vậy, chim hót là cũng vậy. À, ta canh đúng rồi, phải canh thời điểm rớt. Nếu mà cái phong trào mình chơi nó có chiều sâu, có định hướng tổ chức, coi như định kỳ hàng năm, giải gì giải 2 tháng 9, giải 30/4 cố định như vậy luôn thì anh em sẽ có những cái kế hoạch dài hơi. Con này là 2 tháng 9 nè, con này 30/4 người ta có kế hoạch kia. Còn ở đây nói chung là tại vì cái phong trào nó không còn mạnh như xưa nữa, số lượng người chơi nó cũng nhỏ thì lâu lâu rồi anh em mà hứng thì kéo lại làm thôi chứ không có gọi là kế hoạch sớm gì hết. Quá là hay luôn. Những cái hạt này là cho vẹt này, vẹt đúng rồi, vẹt này gà nè, gà này cũng gà nhưng gà con. Dạ. Như là gà nọc nè, này cám. Dạ. Còn cái nữa là hạt nữa mà hết rồi. Dạ.
quá là hay. Ok các bạn, hồi nãy giờ được anh Sang tiếp rồi kể những câu chuyện về gà, làm cho mình cũng nhớ lại cái khoảng thời gian mình cũng mê mẩn như gà. Các bạn thấy mình ngày hôm nay mê bò sát như thế nào đó, thì cái thời điểm đó đó là mình chơi gà mình cũng mê như vậy luôn. Coi như là chỉ mong trời sáng ra ngồi ngắm nhìn nó thôi. Rồi tới lúc nó đẻ thì canh tới cái ngày đó trứng gà nó nở, coi con gà con nó như thế nào, nói chung là rất là mê luôn. Thì hôm nay được gặp anh Sang, được anh Sang chia sẻ rồi ôn lại những cái kỷ niệm ngày xưa nó rất là thú vị luôn. Thì anh em nào mà coi clip cảm thấy hứng thú muốn tìm hiểu về dòng gà Sirama thì có thể comment bên dưới ha, cũng như là nếu mà muốn gặp anh Sang để anh Sang tư vấn rồi này nọ thì mình sẽ giới thiệu qua cho mọi người có thể giao lưu với nhau ha. Chúc mọi người xem clip vui vẻ. Rất là cảm ơn anh nhiều hôm nay đã cho mọi người cũng như là em được chiêm ngưỡng cái mấy cái chuồng gà của anh, gặp gỡ với bạn, nghe những chia sẻ cái kiến thức kinh nghiệm của anh rất là nhiều. Dạ cảm ơn anh. Nhưng mà mình cũng chưa có gọi là chia tay anh Sang đâu. Anh Sang còn một cái dòng bét nữa cũng rất là hay, rất là hứng thú luôn. Một chút nữa đây mình sẽ tìm hiểu tiếp ha. Thank you mọi người, bye bye. Ở trên đây còn một cái khu vực gà nọc nữa, bây giờ anh Sang sẽ cho mình tham quan ha. Quên anh lấy cái dép thêm. Đi chắc đi lên sân thượng trên này đó, là anh Sang anh dẫn đường. Này không biết chắc sợ chim quá. Này sợ chim trời, chim sẻ đồ nè, cho nên là lấy đồ che lại, sợ xuống quậy. Ồ có rau răm nữa. Này rau răm hả các bạn ha. Hột vịt lộn. Chim hót nè. Hình như không có chim nào hết. Đúng rồi, này chắc sợ mấy hay là sợ này sợ tí quá mấy anh, tí quá. Để anh lái hỏi anh Sang, này chắc sợ mấy anh tí anh chui vô đây anh đẻ. Đây các bạn, đây là những cái cúp Sirama. Ồ cúp này làm đẹp quá anh. À, đẹp nhất thế giới đó. Đẹp nhất thế giới luôn. Chắc cái thế giới này chắc có Việt Nam mình là chịu chơi lại cái cúp này trước đó. Này chất liệu bằng gì anh? Silicon đúc. Ồ các bạn, Sirama và những người bạn ha. Cái cúp này là cúp đầu tiên này. Làm đầu tiên anh để lại kỷ niệm á. Yeah. Anh làm luôn, anh là người đứng trong, trong anh em trong nhóm làm, có nghĩa là một anh sẽ là đúc cái tạc cái tượng này. Và một bạn về mỹ thuật á, biết tạc cái tượng rất là đẹp. Đạt cái thần thái của con gà. Rồi một chú là chuyên làm về khuôn. Rồi không. Rồi ảnh cái bạn đó đi đổ khuôn luôn rồi. Cái này là một bà chú đó. Làm bề mà mộc. Thiết kế cái này rồi. Anh này phải đi làm này bằng thép. Nói chung là cái cúp đầu tiên là rất là tâm huyết. Có chữ Sirama. Quá đẹp luôn. Anh đang anh nói em là cúp bên gà đẹp lắm Nam ơi. Thì em cũng có cái làm cái cúp Igu. Cũng bằng cái nhựa tổng hợp thì đó, thì đó. Thường là giờ họ đổ đó cho nó. Thì lúc trước là em thấy bên Sirama này đẹp lắm rồi. Đây là cúp gà con. Cúp sau gà này con. Mới nhờ bạn nó tạc thêm cái cúp gà con nữa. Nếu mà mình nhìn cái form dáng này là bạn biết mình hình dung tới con gì không? Con điêu ở trong Thần Điêu Đại Hiệp. Rất là giống luôn các bạn. Vừa nhìn vô thấy là giống rồi điêu huynh liền. Nhìn rất là mạnh mẽ đó. Rất là mạnh mẽ luôn. Nhìn lần trước đây nè. Rất là mạnh mẽ, rất là đẹp. Rất là chi tiết. Dạ. Này bên mỹ thuật ha. Bạn nó chắc có học mỹ thuật. Dạ. À, cũng chơi gà Sirama luôn. Khéo quá. Các bạn nhìn. Rất là đẹp. Nè cái cánh nó ve gần trước luôn nè. Cánh nó đưa gần trước luôn nè. Nãy anh Sang có chia sẻ ngày xưa là cái cánh nó che cái chân, còn giờ cánh nó đưa gần trước, nó y như là gọi là mafia bọc thay ta chú quần đưa trước nè. Bận áo bay đợt si thọc hai cái tới giống như cầm hai cái súng vậy. Súng vậy. Rất là ngầu luôn. Đây là những cái cuộc thi kết nối đam mê. Anh có gà Hà Nội chơi lần nào chưa anh? Đó, cái đây là anh em ngoài Hà Nội. Dạ. Hồi trước cũng là chung một hội này luôn, nhưng mà sau này anh em ở ra đó thì mình tổ chức thi trước. Dạ. Nhưng mà anh em ngoài Hà Nội đi tới xa quá. Dạ. Cho nên sau này anh em ngoài đó tự tổ chức thì mình cũng ra ngoài đó tham gia. Cầm gà ra ngoài luôn. Đúng. Ồ. Mình thấy quá hay. Đi chung đi tàu. Mình gà đi chầu luôn.
Có những cái sự chuyên nghiệp mà mình nghĩ là do cái cộng đồng, mỗi cộng đồng ha, nó khác nhau, cào đau. Giống như là ở đây có cờ, có những cái gọi là cái certificate, cái chứng nhận nào này nọ, nó rất là chuyên nghiệp, bài bản luôn. Đó, rất là hay. Thì anh em bò sát cố gắng kết nối với nhau, đoàn kết hơn để ra những cái, những cái kỷ niệm như thế này, những cái cuộc chơi nó có lại những cái kỷ niệm ấn tượng, sau này chúng ta nhìn lại nó sẽ ok hơn. Cái cộng đồng bò sát của mình hình như là cái độ tuổi nó hơi bị trẻ, hơi bị đúng rồi, bò sát nên là đôi khi nó có những cái nó khó kết nối hơn những cái bộ môn khác. Em mang này đi. Dạ thôi khỏi luôn đi anh, ở trên đó dơ lắm, kệ nó không sao, mang cái đó đi, ở trên đây còn hai đôi nữa nè. Dạ dạ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên này. Lên được không? Gà nọc. Dạ được anh. Đây còn một đôi dép em. Dạ. Wow. Thôi đây, thả luôn anh. Anh nuôi thả. Dạ. Trời có mấy con đẹp quá. Màu này màu gì tự nhiên quên rồi, xám. Xám. Ủa tại sao nó bung cửa? Ở trên đây là vàng gà nọc ha các bạn ha. Gà nọc với gà tơ. Gà nọc gà tơ. Đây là những con gà xám rất là đẹp luôn. Mình mê nhất là màu khét với màu xám này. Quá đẹp. Ồ, cái màu hết sảy. Ồ. Một bạn gà mái đẹp quá. Màu xám này sang nha. Xám lông chuột. Ủa những bạn chân chì mà cao giò này là lai với bảy cá anh? Không. Đây là dòng khác. Đây là gà Modegam. Modegam. Game. À, game. Em không biết có nghe tên nó chưa? Được chưa? Nó là gà đá của anh. À gà đá của anh hả? Nó mini, nó nhỏ. Đây là gà con, gà nọc nè. Ồ. Nó là dòng gà Modegam game. À, tên anh... của nó là vậy luôn. Ồ. Anh nó cũng chơi đá gà ở bên trong kia có mấy nhưng gà con đang chơi. Nó thật ra nó không có đá, nó chơi kiển. À. Nhưng mà hồi xưa nó xài lễ về làm gà đá nhưng giờ chơi kiển nha. Dạ dạ. Thì anh thích nó tại vì cái dáng nó cũng hay hay, về gặp về cặp chơi bây giờ nó đẻ. nó cũng nhỏ vậy đó, mini. À. Thích chơi cái con nhỏ nhỏ vậy đó. Chân cao. Đây là nọc. Thường thường mấy người mà mê bé các bạn là tận dụng mọi ngóc ngách trong nhà. Đây là cái sân thượng. Đây là gà ấp nè. Đây gà đang ấp. Ô, một bạn xám đang ấp. Thường anh để chung vậy. Thú vị lắm các bạn. Cái con gà là một cái con vật mà nó rất là quen thuộc ở cái văn hóa của mình ha. Cho nên là nó dễ chiếm cảm tình của mọi người lắm. Nhìn cái tướng nó đi, nhất là buổi sáng anh ha, buổi sáng là nghe nó gái thấy khởi đầu ngày mới liền. Thả gà con, mấy gà con cũng dễ thương. Đây là bộ gà bông. À gà bông. À bông nó đẹp. Dạo này mưa quá nên anh đem mấy cái lọc xuống dưới bớt. Dạ. Trên này trống chuồng thả. Những con khỏe khỏe thả luôn gà con đi vậy. À, gà con đi. À mấy con này là mấy con này đúng không? Mấy con đen đen là mấy con này ha. Nhỏ à, nhỏ nè. Ừ. Gà con mà tại vì á con mẹ Serama. À mẹ Serama. Nó ấp trứng hư hết rồi, anh bỏ cái trứng đó vô cho nó nuôi luôn. À. Chứ không có like, anh không có cho like. Dạ. Yeah. Like nó hư hết.
mấy con nhạn cũng là mình lai màu ra anh. Mấy con nhạn nhạn Sirama nó cũng lai ra. Không, nhạn thì nó có dòng nhạn luôn. Dòng nhạn cũng đẹp lắm mà. À, dòng nhạn cũng đẹp luôn. Bộ nọc đẹp, bộ nọc nhạn ở dưới á. Dạ. Tại nằm ở là tầng 3 đó, hồi nãy không có thấy. À. Cái chuồng tầng 3. Dạ dạ. Con đèn đẹp. Con bộ gà xám nè. Cặp đẹp. Con xám mái cũng đẹp nữa. Camera rồi coi nó đẻ rồi hết anh. Trời ơi, chú em gắn camera này em sau này em gỡ luôn. Tại mình gắn vô mình bị ghiền, mình cứ ngồi mình nhìn hoài, không làm được cái gì luôn. Cứ ngồi cứ nhìn hoài luôn mà bị hoa mắt luôn á. Thôi bỏ luôn. Để làm việc khác lâu lâu rảnh lên coi, chứ gắn vô là cứ ngồi lâu lâu mở lên hoài. Cái này nó đây sẵn bật mí luôn, một lát nữa mình sẽ làm clip sau sẽ được anh Sang chia sẻ về chim vẹt của anh ha. Những miếng này là những miếng nang mực nè các bạn, bổ sung canxi rồi cho nó gặm. Đây là những cái máng thức ăn được chế từ ống nước á, rất là ok các bạn ha. Đây cái ống nước cắt cái miệng ra làm cái chỗ đựng thức ăn rồi cho tụi nó. Thay nước vô. Anh chắc ngoài công việc ra cũng vòng vòng nhà chơi thôi chứ đâu có nhu cầu đi ra ngoài đâu. Em thấy anh em mà mê bét rồi là sau thời gian công việc là ở nhà. Ở nhà không? Ở nhà ngắm nhìn chơi với tụi nó chứ không có ra đường nữa. Cho ăn không là hết ngày rồi. Đúng rồi, em cũng vậy. Nhà không? Đi vô nó đám này sao nó mở cửa ra được chứ. Nhốt. Tụi này phá quá. Đây là những cái tổ đẻ của chim các bạn ha. Hả? Thì lấy là lấy đường này. Chim nó chui vô trong kia nó đẻ, chuồng mặt kia. Mở ra này để coi trứng. Đây là những cái đồ để sàng phân nè. Này mua trên mạng đó không anh? Anh thấy nó không bán. Xúc mà, vô sàng mà cát cực lại. Quá hồi đó nuôi cát. Giờ nuôi cát cực quá thôi anh không nuôi nữa. Xài chấu anh. Thầy chấu luôn, bỏ luôn. Cát vác lên đây không nổi. Nhưng mà sàn cực quá. Với cát, giữa cát với chấu thì cát nó tốt hơn. Thì nó mát hơn. Cá nó mát nhưng mà mình không giữ vệ sinh thì nó lại dơ hơn chấu. Tại vì cát mình phải sàn mà có thời gian sàn, không mình mà lỡ bận cái gì đó là nó dơ. Em thấy nó cũng hay có mấy con rận đồ trong đúng đó. Mà. Chấu cũng vậy nhưng mà chấu mình hốt cái mình bỏ luôn. Dạ. Chấu khiêng lên khiêng xuống đây nó nhẹ nữa. Cát nó nặng. Cát anh em nuôi trại lớn ở dưới đất thì nó đơn giản. Dạ. À, những cái thứ thuốc men đồ cần thiết để đây. Nhìn mấy gà con ở cưng quá các bạn. Đó, gà đây là lùi. Đẹp. Vô hết đi. Không gian nhỏ nhỏ riêng cũng dơ quá dặn mệt luôn. Nè này nè, tướng lăn xăng hay ghét không thấy vậy thôi rồi thả ra để cho nó nhả dán lại đó. Dạ chứ con này bỏ vô chuồng là xô dữ lắm.
Đẹp quá, em thấy cặp này phê á. Rồi làm như cái đuôi nó cũng hơi, con này là đuôi đuôi ben. Đuôi ben. Đập đầu á. Dạ. Hơi dĩnh quá chứ chưa có hai cái kiếm nha. Không, nhưng mà cái hướng hướng nó là, hơi dĩnh. Hướng này hướng của gà Thái đó. Nhiều. Không. Dạ. Đẹp. Xô rồi phải cho nó lịnh. Con này xô bữa nay không biết có lên được không. Xuống đây đi sàn sàn chắc muốn hư chân. Đuôi này đuôi Thái. Con này bữa bật đó, bữa nay xuống đây hư rồi. Dạ. Rồi coi con vẹn nó dùng cái chân của nó kẹp cái nhỏi nó ăn nè các bạn. Nó biết dùng tay chân rất là khéo ha. Ôi là lớn ghê. Con này là con xích ấn. Ấn nó bự hơn đúng không anh? Đúng rồi. Ôi mình để mấy cái vỏ dừa vô đây cho nó cạp luôn ha. Cho nó cạp. Yeah. Bớt phá. Yeah. Không, nó cạp với cái cây của nó trụi hết. Yeah. Gãy hết. Không có gì cạp, nó cạp cái cây nó tóc vỏ hết trơn đó. Trời, mấy cái miệng anh này cũng khỏe, cạp dữ lắm. Này chỉ có inox chứ không. À, cây sắt nè. Vỏ dừa nó xé thấy cái cây anh để là cây bự chà bá luôn. Cây nhỏ bữa rớt là xệ hết một cây rồi. Dạ. Yeah. Cây nhỏ nó cắt ngang luôn. Rồi ok các bạn, okay. Mình sẽ tiếp tục với vẹt ha.